Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong một nói chuyện của Bình Dân kỳ thứ 328, diễn đàn độc lập xin trình bày chuyện Tổng thống Trump trở thành độc tài trong một ngày. Kính mời quý vị cùng các bạn tham gia. Thưa quý vị và các bạn, nếu có nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump thì nước Mỹ sẽ trở thành chế độ độc tài. Nghe qua thì biết ngay là câu nói ngược, bởi lẽ đơn giản là nó phát xuất từ truyền thông bất lương. Ở đây trong chúng ta chắc không có ai rận gãy. Nhưng ngược lại những người được tuyên truyền thành công thì chắc đã tin và cho rằng mình chống Trump là đạo đức, là nghĩa vụ thiêng liêng. Và hôm ngày 5 tháng 12 vừa qua thì Hennedy đã phỏng vấn Tổng thống Trump trên tòa thị chính tại Devonport, Iowa. Một ngày trước ngày các ứng viên còn lại của Cộng hòa lên sân đấu để tập làm tổng thống. Tổng thống Trump đã biến chữ độc tài gán cho ông thành chuyện cười. Chương trình này kéo dài khoảng 1 giờ, khán giả đã hưởng ứng nhiệt liệt hô vang USA USA khi tổng thống Trump bước lên sân khấu và hò reo khi tổng thống nhắc đến Hillary Clinton và cười lớn trước những lời mỉa mai đối với ông Biden. Chương trình Hannity đã đề cập đến các chủ đề và vấn đề quan trọng đối với đời sống của người dân Mỹ, bao gồm nào là xe điện, văn hóa, giáo dục, cuộc chiến đang diễn ra giữa Nga và Ukraine, sản xuất và giá cả dầu khí, chiến tranh hạt nhân, hâm nóng toàn cầu, vân vân. Ông nói, sự nóng lên toàn cầu duy nhất mà chúng ta nên nghĩ đến và lo lắng là vì nó có thể xảy ra vào ngày mai, là sự nóng lên toàn cầu do hạt nhân chứ không phải là do hâm nóng toàn cầu. Kennedy đã hỏi Tổng thống Trump về những lời chỉ trích mà ông Biden phải đối mặt từ các thành viên của đảng Dân Chủ của ông ấy tổng thống trump lưu ý rằng ông ta dường như đang khổ sở về khả năng nhận thức và điều này bất kỳ ai còn sáng suốt may mắn chưa bị tuyên truyền đều đã nhận thấy từ lâu tổng thống trump đã trả lời trước các tràng pháo tay tán đồng của khán giả cá nhân tôi không nghĩ ông ấy sẽ qua nổi điều đó có phải không nào tôi chưa nói điều đó tôi để dành cho cuộc phỏng vấn lớn ở tòa thị chính này tôi thật sự chưa bao giờ nói đến điều đó cá nhân tôi nghĩ ông ấy sẽ không qua nổi và đây là một đoạn thật gần gũi với bình dân. Tôi nghĩ thể chất của ông ấy không tốt. Ông nhắc lại một trường hợp mà ông Biden đã từng nói ông muốn hạ gục ông ở phía sau chuồng ngựa. Tổng thống Trump nói đùa rằng nếu ông ta dẫn tôi ra sau chuồng ngựa, tôi chỉ thổi nhẹ một cái là ông ta ngã ngựa. Tôi nghĩ ông ta sẽ ngã nhào. Tôi nghĩ như vậy. Ai biết được chứ? Ai biết được? Ai biết được chứ? Và khán giả được một phen giải trí như là xem phim hài. Và bằng cách mỉa mai kiểu phái đạo chính trị của họ, với ngôn ngữ rất là bình dân và ngôn ngữ cử chỉ, Tổng thống Trump nói tiếp, ông ta có thể nói thế nào cũng được. Nói có vẻ là dễ thương đấy, nếu tôi cũng nói như vậy. Nhưng rồi lại nói, ông ta là nhà độc tài, là có người ghê tởm. Đây hoàn toàn là tiêu chuẩn hai tầng, không chỉ về luật pháp mà còn cả những mặt khác mà các bạn đã biết rõ. Tổng thống Trump nói thêm, cá nhân tôi không nghĩ ông ấy có thể qua nổi. Tôi đã quan sát ông ấy ở bãi biển. Ông ấy không thể nhấc nổ một chiếc ghế ở bãi biển vốn dành cho trẻ em. Và về mặt tinh thần thì tôi có thể nói rằng ông ấy ông ấy cũng có thể tệ như vậy và thậm chí có thể còn tệ hơn. Um, I personally don't think he makes it physically. I watched him at the beach. He wasn't able to lift a beach chair, which is meant for children to lift. He can lift it like that. Uh, and mentally, I would say he's possibly equally as bad and maybe worse. But... với phong cách rất là bình dân, không chảy chuốt điêu hoa kiểu lừa lọc chính trị, Tổng thống Trump rất thoải mái trả lời bộc bạch cảm xúc của mình, ông đã gây chú ý không cần cầu xin. Đáng chú ý nhất là câu trả lời của ông đối với câu hỏi của Hannity đã yêu cầu ông cam kết không bao giờ lạm dụng quyền lực để trả thù bất kỳ ai. Ông hỏi lại và trả lời, tức là làm những thứ mà chính phủ của ông Biden đang làm hiện nay với tôi chứ gì. Sau đó thì nhanh như điện, chụp lấy cơ hội để trả lời một câu có chữ độc tài. Độc tài theo lối nói mỉa, những kẻ đã nói ông sẽ lập chế độ độc tài. Và câu trả lời này khiến cho cả đám truyền thông dở y trò cũ chạy những hàng tiết lớn trên báo và các đài truyền thông cánh tả thao hồ chỉ trích rùm ben như những năm trước. Chị Liz Cheney cũng có dịp trả đũa Tổng thống Trump. Chị ta lên ABC nói rằng nhận xét nhà độc tài của Donald Trump nên được xem xét như là nghĩa đen và nghiêm túc. <laughs> Người đi làm về, bật đài của ta lên, thì nhất định sẽ chửi và lo sợ nếu ông Trump thắng, mình sẽ mất quyền tự do như chơi nhiều gia đình lục đục cự nhau cho rằng ai ủng hộ ông Trump là đồ ngu dốt không biết gì. Và thưa quý vị và các bạn, thật là tội nghiệp không biết giúp ai và giúp như thế nào cho phải đây. Quý vị và các bạn hãy nghĩ thử xem. Và Hannity đã hỏi rằng khi ông đắc cử, ông sẽ làm giống như dân chủ hiện nay đối với ông, tức là lạm dụng quyền lực để trả thù bất kỳ ai hay không. Tổng thống Trump đáp liền tức thì, ngoại trừ ngày đầu tiên, tôi muốn đóng cửa biên giới và tôi muốn khoan dầu, khoan, khoan. Hannity nói, đó không phải là trả thù. Và Tổng thống Trump đáp lại, tôi yêu anh chàng này. Anh ấy nói, bạn sẽ không trở thành một nhà độc tài đấy chứ hả? Tôi đã nói, không, không, không ngoại trừ ngày đầu tiên. Và ông nói tiếp, chúng ta sẽ đóng cửa biên giới và chúng ta sẽ khoan, khoan và khoan. Sau đó tôi không phải là một nhà độc tài. Và đi nói tiếp rằng như vậy là ông sẽ quay lại chính sách trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Under no circumstances, you are promising America tonight. You would never abuse power as retribution against anybody except for day one except Look, for he's going crazy except for day one meaning i want to close the border and i want to drill that's drill, not a, that's real that's, that's not oh, no that's not retribution i got i'm it. gonna be i'm gonna be you know he keeps <laughs> we love this guy he says you're not going to be a dictator are you i said no 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 other than day one we're closing the border and we're drilling 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 after that i'm not a dictator so that Sau đó thì giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Biden, Julie Chavez Rodriguez, đã chỉ trích Tổng thống Trump về những bình luận này và nói trong một thông cáo. Donald Trump đã nói với chúng ta chính xác những gì ông ấy sẽ làm nếu tái đắc cử và tối nay ông ấy nói rằng ông ấy sẽ trở thành một nhà độc tài vào ngày đầu tiên. <laughs> những ai muốn làm cho nước Mỹ tốt đẹp trở lại thì ác đã hiểu ngay, không cần phải xem lại. Còn vị nào nghe chưa rõ thì nghe đi nghe lại xem có phải ông Trump là nhà độc tài hay không. Hay là ý của ông chỉ là dùng quyền dành riêng cho Tổng thống để ký quyết định đóng cửa biên giới và khoan dầu ngay tức khắc. Ông Biden ký cả hàng chồng sắc lệnh, hủy hết chương trình tốt đẹp của Tổng thống Trump. Thì có phải là nhà độc tài không? Về bảo hiểm sức khỏe thì Tổng thống Trump vẫn còn muốn thay đổi Obamacare. Tổng thống Trump nói, ông đang nghiêm túc xem xét các lựa chọn nhằm thay thế bảo hiểm sức khỏe gọi là đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng nếu được bầu vào năm 2024. Như chúng ta đã biết, đạo luật có cái tên hấp dẫn là giá cả phải chăng có đến 3.000 trang. Hầu hết dân biểu không đọc hết trước thời gian bầu phiếu quá ngắn. Ngay cả chính vì phải nhận nhanh vào mà bà chủ tịch Nancy Pelosi lúc đó đã để lại một câu chưa ai từng ngờ tới. Câu nói nổi tiếng nhất lịch sử Hoa Kỳ, dân chủ quá trời, đó là hãy bầu thông qua trước rồi hãy xem trong đó có gì các cô cậu và các cụ tị nạn truyền thông có ăn học có thể được xem là sĩ phu an nam theo dân chủ đã ra sức tán dương trong khi họ chưa đọc hết vài ba trang đầu hàng chục năm sau khi áp dụng giá cả không phải là phải chăng mà khiến cho những người có bảo hiểm sức khỏe phải chịu thiệt khi giá bảo hiểm gia tăng nhiều hơn cả hàng trăm phần trăm và nó đã để lại một khoảng cách chênh lệch bất công cho xã hội chưa từng có Lúc bấy giờ, nó chết danh với obama Obamacare. Đảng Cộng Hòa đã cố gắng hủy bỏ không được, mà sửa cũng chẳng xong, vì đa số không đủ. Dần hồi có một số đại diện dân chủ đã nhận ra hậu quả khuyết điểm của đạo luật vì cử tri đã ta thác, nhưng vẫn không chịu góp sức để thay đổi. Tổng thống Trump khi đã cử 2016 đã một lần nỗ lực thúc đẩy cải thiện cho nó tốt hơn, nhưng khi xém thành công thì chỉ có một phiếu của ông McCain đã đánh sập vì không ưa Tổng thống Trump. Sau đó thì ông McCain bị bạo bệnh qua đời. Bây giờ thì Tổng thống Trump muốn thay thế Obamacare và đã nói nếu tái đắc cử ông sẽ làm như vậy. Ông đã đăng trên True Social như sau: "Tôi không muốn chấm dứt Obamacare, tôi muốn thay đổi nó bằng một luật chăm sóc sức khỏe tốt hơn nhiều. Obamacare thật là tệ hại." Còn phía của ông Biden cho rằng đây là một đề xuất cực đoan. Trên True Social Tổng thống Trump đã viết một đoạn khác có kèm theo lời phàn nàn của nghị sĩ dân chủ cực tả Elizabeth Warren về việc hợp nhất dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giá cả cao hơn là do luật này gây ra. Đó là sau khi áp dụng luật này, thiên hạ công lưng, la làng rồi mới thấy. Ông viết, chi phí của Obamacare nằm ngoài tầm kiểm soát. Hơn nữa, nó không phải là dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt. Tôi đang nghiêm túc xem xét các lựa chọn thay thế chúng ta có một số thượng nghị sĩ đảng cộng hòa đã vận động chống lại nó trong 6 năm rồi giơ tay không chấm dứt nó đó là điểm yếu đối với đảng cộng hòa nhưng chúng ta không bao giờ nên bỏ cuộc còn về giáo dục đối với đất nước thì tổng thống trump nói như thế nào thưa quý vị và các bạn là sĩ phu thiện trí thức tin rằng ai cũng biết từ sau khi liên bang xô viết sụp đổ thì giáo dục hoa kỳ đã bắt đầu nhụm dần chủ nghĩa một chủ nghĩa chính trị ảo tưởng đã đem lại cho hàng triệu người ở trong khối liên bang Xô Viết hơn 70 năm lầm than khôn đốn. Lẩu thời ở liên bang Soviet nhưng lại là món ăn mới của giới trẻ trong giáo dục ở Tây phương. Những điều nghịch lý, xung đột, bất an mà người ta đang chứng kiến và trải qua ở Hoa Kỳ ngày nay chính là do sự pha trộn này. Rất nhiều lần Tổng thống Trump cũng đã cảnh báo tình trạng hiện tại trong hệ thống giáo dục và chương trình giảng dạy chủ nghĩa thức tỉnh chương trình mà nhiều người có trách nhiệm bảo tồn giá trị văn hóa Mỹ đều đã biết. Và trong một video gần đây, Tổng thống Trump nói, chúng ta sẽ chấm dứt nền giáo dục ở Washington DC, chúng ta sẽ đóng cửa tất cả những tòa nhà ở khắp nơi và những người mà trong nhiều trường hợp đã ghét con cái của chúng ta, chúng ta sẽ gửi tất cả trở lại cho các tiểu bang. Theo nghị trình MAGA, trong chiến dịch tranh cử năm 2024 và trong cuộc phỏng vấn này ông cũng đã đề xuất một việc trọng đại vô cùng cần thiết khác, đó là đã đến lúc phải cải cách giáo dục Hoa Kỳ. Ông đưa ra một giải pháp về giáo dục Mỹ như sau. Vào ngày 1 tháng 11 năm 2023, thì trên True Social, ông viết và kèm theo một video công bố sẽ xây dựng một học viện Hoa Kỳ, một giải pháp thay thế giáo dục trực tuyến miễn phí, mà theo ông sẽ cho phép sinh viên nhận được bằng cấp tương đương với bằng cử nhân thông qua các khóa học trên đó. Đặc biệt là nội dung sẽ loại trừ việc nhồi sọ tư tưởng thức tỉnh và các chủ nghĩa đi ngược lại với tự do theo hiến pháp của Hoa Kỳ. Ông viết: Trong những tuần gần đây, người Mỹ đã kinh hoàng khi thấy sinh viên và giảng viên tại Harvard và các trường đại học danh tiếng khác bày tỏ sự ủng hộ đối với những kẻ mang rợ và thánh chiến đã tấn công Israel. Chúng ta chi nhiều tiền hơn cho giáo dục đại học hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Tuy nhiên, Họ đã biến sinh viên của chúng ta thành những người cộng sản và những kẻ có cảm tình với khủng bố. Đã đến lúc đưa ra những điều gì đó khác biệt đáng kể. Tổng thống Trump cũng cho biết, sứ mệnh của học viện là cung cấp miễn phí cho một nền giáo dục đẳng cấp thế giới, thực sự cho mọi người Mỹ, và thực hiện điều đó mà không cần thêm một xu nào vào nợ của liên bang. Nội dung của video dài 2 phút sẽ được Vĩnh Tường dịch và đăng trên Vietnamese Outlook. Nếu cần thì quý vị có thể ghé vào đó để xem. Thưa quý vị và các bạn, đối với Hoa Kỳ, phát kiến của Tổng thống Trump tuy đã khá muộn bởi chẳng những ông đã vào trễ mà còn bị đánh chặn tơi bời. Nhưng đây là một tầm nhìn sâu, rộng và là mối quan tâm vô cùng đặc biệt và chi thiết bởi giáo dục định hình cho cuộc sống của toàn thể nhân loại và nó là đầu mối của tất cả sự tồn vong, hạnh phúc của nhân loại, của mỗi quốc gia, của mỗi gia đình mà không có giá nào có thể mua ngay được. Trong khi Tổng thống Trump đặt nhân loại trên hết, quốc gia trên hết, người dân lên trên hết là mục tiêu tối hậu để đeo đuổi trong mọi chi tiết của nghị trình. thì ngược lại ông Biden nói rằng ông tranh cử chỉ vì ông Trump tranh cử. chúng ta hãy xem một đoạn. phóng viên hỏi ông có tranh cử tổng thống không? nếu ông Trump không tranh cử và ông Biden trả lời tôi hy vọng như vậy nhưng hãy xem ông ta tranh cử và tôi cũng phải tôi phải tranh cử thôi. vậy ông sẽ thôi nếu ông Trump thôi tranh cử chứ? ông biden trả lời không không phải bây giờ và tổng thống trump đã cho ý kiến về điều đó đó là có ai đã bày cho ông ta nói <laughs> và thưa quý vị và các bạn cả buổi phỏng vấn còn dài nhưng mục tiêu của tổng thống trump cũng chỉ có một là tất cả chỉ vì nghị trình làm sao cho nước Mỹ trở lại tốt đẹp như trước, tức là tôn trọng hiến pháp và giữ gìn nền Cộng Hòa. Tuy là đơn giản, nhưng nó to lớn và nặng nề vô cùng vì đất nước đang trong hoàn cảnh lâm nguy như hiện nay. Và cuộc nói chuyện với bình dân kỳ thứ 328, chuyện Tổng thống Trump trở thành độc tài trong một ngày. Đến đây xin tạm ngừng. Kính chúc tất cả vui khỏe và bình an. Rất mong quý vị bấm vào subscribe nếu chưa từng làm, nhấn chuông và chọn o để được thông báo có bài mới nhấn like để giúp sức thuyết phục YouTube. Xin hẹn gặp lại cũng trên diễn đàn độc lập kỳ tới. Xin tạm biệt. Bye bye.